Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái mẫu Lenovo ThinkPad T480 nha mọi người. Đây là cái bản full option của cái dòng T480. Thì khuya rồi, nhưng mà cũng lên video cho mọi người tham khảo. Thì chờ lưu bun đá nè mọi người. Thế là mình lên, mình soạn cái con máy mình cảm thấy là đẹp. Nãy giờ ngồi nắng nót, dán phím, dinh của cái T480 này là phím Nhật, nhưng mà mình dán cái tự quốc tế lên, nhưng mà phím của nó là đẹp như mới nha mọi người. Đây là mình dán lên thôi, nếu mọi người không về không thích thì có thể là lột ra, nhưng mà bởi vì tối hôm nay thí nghiệm cái tấm dán phím mới nè, quá đẹp luôn, nó như dinh vậy mọi người, mềm êm đã lắm, mượt đã cực kỳ luôn ha, led phím rồi đầy đủ hết. Và cho dù mình không có dán lên thì cái phím của cái máy này nó cũng đẹp như mới, phải gọi là đẹp như mới, không một vết bóng trầy gì luôn á, rất là đẹp. Mình dán thì nó gọi là mình che những cái tự Nhật đi thôi, và nó hiển thị những cái tự quốc tế ra như dinh vậy đó, cho mọi người thấy giống như ở hàng tút trên cùng này là mình không có dán nè đó. Và cái tấm dán phím nó như dinh thôi mọi người, nhìn vô là cứ tưởng là nó như vậy ha đó, rất là đẹp, led phím rồi đều đẹp, góc cạnh là rất là đẹp nha mọi người. Máy khá là sạch sẽ, i5 Gen 8. Đây nè mọi người nè, khá là sạch sẽ. Bàn rê chuột rồi mướt rượt luôn. Mình đặt nó là A167 nha. ThinkPad đẹp cực kỳ, màn hình cũng đẹp, không thể nào chê được. Có cảm biến khuôn mặt nhận diện rồi tùm lum hết. Mình nói full option là sao? Bởi vì cái này là có cảm ứng, led phím nè mọi người. Màn hình nó thì 14 inch Full HD cảm ứng rồi, khuôn nhận diện tùm lum hết, cho nên cái bản này là cái bản đầy đủ nhất, cái bản full option nha. i5 Gen 8. Gen 8 thì mọi người thường biết là Gen 8 này nó 8 CPU là rất là nhanh, dành cho văn phòng là thoải mái, mà đặc biệt là ThinkPad này là dân văn phòng là cực kỳ ưa thích luôn. Vừa bền, trâu bền và dễ xài, bấm phím sướng. Nói chung là mọi thứ đều ok hết. Thin fan nó thì của mỗi dòng, như mình nó thì mình cũng xài một cái ThinkPad cũ thôi, nhưng mà cũng rất là thích rồi. RAM 16 GB ha, cảm ứng nè, mượt mà, màn hình rất là đẹp mọi người. Màn hình thì Full HD nhưng mà nó mịn đẹp lắm, 14 inch không có lỗi lầm gì hết nha. Cái này rồi đúng không? SSD, SSD là 256 GB nha mọi người. Sau này mình có nhu cầu mình nâng cấp lên 512, 1 TB giờ tùy mình đều được hết. Ví dụ là máy là ở trong này là hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết mọi người. Có chống chói, màu sắc đẹp, 14 inch Full HD, phím LED, cảm ứng ở bên trong này không thể nào chê. Giờ ra bên ngoài nha. Đây, ở bên ngoài cái máy thì là tương đối sạch sẽ, nhìn nghiêng vậy mọi người thấy cái lấp lánh không? Đây là cái lớp lụa, cái lớp sơn lụa còn dinh của cái ThinkPad, có nghĩa là nó cũng chưa được, nó chưa bị mòn á mọi người, hoặc chưa sử dụng nhiều thì nó không có, nó còn không có bị bóng nhiều á. Đây ha, nhìn trực diện là một màu đen rất là sạch sẽ đẹp, nhìn nghiêng thì chắc chắn rồi, đây là cái phủ của lớp nhung chống trơn trượt, nó sẽ có một số vết mòn rất là nhẹ thôi, cái vết mòn chứ không phải trầy xước nha mọi người, mòn rất là nhẹ trong quá trình người ta sử dụng. Cái này thì nó dễ bám dính mồ hôi, như những cái tem này nó vẫn còn luôn mọi người, bình thường là nó mất tiêu rồi, nó không còn đâu. Đây nè, cái lấp lánh nhà quay ban đêm mới thấy, nó hiển thị dấu sticker nhẹ nhẹ. Đây là trước là giống như dán một cái tem gì đó của cái Lenovo, thì sau này người ta lột ra nó vậy, cũng giống như cái này nè mọi người, dinh nó vậy, sau này lột ra thì nó hơi hằn cái dấu, hơi vuông vuông nhỏ nhỏ thì như vậy thôi, chứ không có phải là gì đâu. Nhìn như vậy là sạch sẽ rồi mọi người, sạch đẹp ha. Có chỗ này nó hơi mòn, hơi mòn, nhìn nó không có được đẹp thôi, mòn thôi nha, tí thôi, còn một đường chứ không phải là bị trầy hay xước gì đâu. Ngõ sạc nè mọi người, chỗ máy còn mới quá luôn. Ngõ sạc Type C nè, kết nối Type C ha. Cái này nhìn như như cái mấy con mà Gen 8 vậy đó, của cái ThinkPad X1 vậy đó. Đây nè, sạc nè, rồi Type C. Ngõ này kết nối gì nè? Ở bên này. Đâu, ở bên này chứ. Đúng rồi, ở bên này nguyên một dãy luôn mọi người. Nguyên một dãy luôn. Để mình đem ra đây, ngọn hướng này nó sáng. Nè, mạng LAN, USB, HDMI, USB, tai nghe đó, dành cho anh em mà dùng sau hay là làm những cái gì mà cần kết nối là không thiếu cái ngõ nào hết, từ Type C cho tới mọi thứ, thun bót rồi đầy đầy đủ hết. Và mình báo giá nha, giá cực kỳ tốt. Giá cho cái bản full option màn hình cảm ứng này là chỉ có 6 triệu tư thôi cho mọi người. Ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày.
trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Máy là giá này là dành cho máy đẹp tương đối và màn hình cảm ứng không có lỗi lầm gì hết, pin trên 3 giờ, sạc tai xi jin. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình đặt nó là mã A167 nha mọi người.